cuộc vui liên hoan với lại bạn bè với lại gia đình đó, thì mình không có uống rượu bia gì hết. Thuốc lá mình cũng không có hút luôn, chỉ có uống nước lọc với lại nước cam thôi. Mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình cân bằng thật sự, mà mình muốn chia sẻ là khi mà mấy tháng nay khi mà mình rớt khỏi top 10 và hiện tại thứ hạng của mình là 20, khi mà mình top 10 mình tự nhiên là cái bản thân mình phải có một cái trách nhiệm khủng khiếp lắm. Top 10 là 10 vận viên giỏi nhất thế giới, lúc nào mình cũng cảm thấy mình phải làm cái gì đó nó khủng khiếp lắm. Còn bây giờ là mình hạng 20, mình đánh theo cái niềm đam mê của mình, còn mình đánh thắng thì lên hạng, còn thua thì cũng chẳng sao vậy, tại vì mình chỉ còn đánh 1-2 năm nữa là mình giải nghệ, mình chuyển sang huấn luyện viên rồi. Nói về tiền bạc thì tôi thấy thế này này, Tiến Minh chỉ sử dụng vào cái phòng của Tiến Minh thôi, không có xài bậy, không có ăn tiêu xa tí, không biết vì sao còn dùng cái từ gì được, mê có lông dữ lắm, đi tập huấn hoặc đi đánh nước ngoài, về trưa cái chiều đi tập điện. Phải cố che giấu đi giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy. Mình thì mình thích cái mẫu phụ nữ là khi mà mình ở gần người đó mình cảm thấy rất là dễ chịu và yên tâm trong cuộc sống. Khi mình nói thì cũng ít khi mà cãi lại mình, mặc dù có thể là đợi đến lúc mình bớt giận đi thì có thể nói mình, chứ đừng có lúc đó mà mình cãi mình. Tại vì mình nghĩ là sau ngày mình đi làm về rất là mệt rồi, lời qua tiếng lại thì mình cảm thấy mình cũng rất là áp lực trong một ngày. Còn đây là cái không gian riêng của mình, là mình cái này cái phòng ngủ của mình thì cũng là có rất là nhiều bằng khen. Còn đây là cái cúp ở cái giải Việt Nam Challenger năm nay đã tháng 4 năm 2014, là cũng là mới nhất của mình. Thì mình hiện giờ mình sống một mình thì cũng nhiều khi cũng rất là buồn, thì ở trong cái phòng của mình thì cũng có một số thiết bị giải trí để sau những cái giờ mà mình tập luyện thì mình cũng giải trí. Đây là một cái dàn karaoke, rảnh rỗi thì mình cũng hay hát cho đỡ buồn. Đây là một chiếc tivi, thì mình cũng hay xem TV vào mỗi buổi tối. Còn đây là cái máy vi tính của mình, thì đây là thật sự là mình làm việc với cái máy này là nhiều nhất trong những cái thiết bị giải trí của mình, là nó có thể làm chơi game, nghe nhạc, xem phim. Mình cũng hay coi những cái video clip cầu lông của thế giới ở cái máy này. Cái máy này đối với mình rất là thích. Còn đây là cái ghế massage của mình, thì nhiều khi là mình ngồi ở máy vi tính thì mình cũng massage chân, thì cho cái chân nó đỡ mỏi, thì cũng là nói chung là cũng là rất là tốt. Thì mình cũng hay là lên YouTube coi những cái trận đấu đỉnh cao để mình có thể học hỏi thêm được một chút xíu gì đó. Mình cũng hay thường coi là hai đối thủ lớn trong cái cuộc đời của mình mà hiện nay thì họ vẫn còn thi đấu là Lin Dan và Lee Chong Wei. Thì mình cũng rất là thích hai vận động viên này, tại vì hai vận động viên này đánh kỹ thuật rất là đẹp và rất là mạnh. Nói chung là họ đánh về chiều cao rồi, coi như mình cảm thấy là toàn diện, rất là toàn diện trong cầu lông. Mình cảm thấy là thật sự ở Việt Nam là có rất là nhiều vận động viên về cái tố chất, về cái thể hình là tốt hơn mình, có thể đánh hay hơn mình, nhưng mà mình cảm thấy là về cái sự máu lửa và cái sự đam mê cầu lông để kinh khủng giống mình cảm thấy họ còn thua mình rất là nhiều. Họ cần có sự truyền lửa và vào cái niềm đam mê cầu lông. Mình nghĩ là nếu mà có được cái đó thì họ sẽ tiến rất là xa. Thì mình hy vọng là sau khi mà mình giải nghệ thì mình sẽ cố gắng làm được cái chuyện đó. Sau khi mình giải nghệ thì mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục theo cái con đường huấn luyện viên. Mình muốn đào tạo một số vận động viên mà có thật sự là yêu mến cái môn này
và muốn chơi tiến bộ và muốn chơi hay thì mình nghĩ là mình sẽ làm được. Đánh được như anh Tiến Minh thì rất là giỏi. Em rất là tự hào vì cái nơi em tập cũng chính là nơi ngày xưa anh Tiến Minh tập. Và em mong là sau này tụi em có thể giỏi và có thể hơn anh Tiến Minh. Cái điểm mà em thích nhất ở anh Tiến Minh là anh đánh cầu đôi công rất là bền. Em nhớ là kỷ lục của anh Tiến Minh đánh với lại John Sen được 180 lần. Với trình độ của em thì em đánh chắc đôi công chắc chưa tới 10 lần. Ở trên TV thì em thấy anh đánh rất là mạnh và uy lực, nhưng ở ngoài đời thì anh rất là gần gũi và thân thiện với chúng em. Các thầy dạy Tiến Minh, theo tôi nghĩ gom lại thì tất cả chỉ đối với Tiến Minh là chỉ có 20% thôi. Còn bao nhiêu là do công sức tập luyện của em là hết 80%. Mình có một cái ước mơ điên rồ, mặc dù mình cũng bước sang tuổi 31 rồi, nhưng mà mình cũng muốn là từ đây cho đây là mình đánh thi đấu, mình thắng tất cả mọi đối thủ trên thế giới. Mặc dù mình nghĩ là cái điều đó rất là khó luôn. Mình nghĩ đa số vận viên, nhưng mà khi mà bước vào sân đánh vài trái rồi bắt đầu là sẽ nóng người lên vào, có bao nhiêu sức lực là tung ra hết. Lúc mà chiến thắng xong là mình với em huấn luyện viên của mình là mặc dù lúc mệt nhưng mà cười mà từ tối tới sáng luôn. Mình cũng không có bao giờ quên được cái chiến thắng đó. So với các vận viên cầu lông thế giới, Tiến Minh bất lợi là cái thể hình Tiến Minh rất nhỏ. Nhưng mà bù lại, Tiến Minh là một trong các vận viên có tốc độ rất cao của thế giới. Trong đời mình nhớ nhất là cái năm tháng 6 năm